Cô chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2, môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp khối 6 nhé. Đầu tiên, có một số thông tin các em cần nắm. Ngày giờ kiểm tra, các em sẽ kiểm tra theo thời khóa biểu ở lớp. Địa điểm tại lớp học. Thời gian kiểm tra là 45 phút. Về nội dung ôn tập, các em ôn cho cô chủ đề 7, tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam. Các em ôn kỹ 8 nhiệm vụ của chủ đề này, tập trung ôn nhiệm vụ số 6, sáng tạo sản phẩm. Ví dụ, làm quạt giấy hoặc trang trí quạt giấy, các em cần có 4 bước. Bước thứ nhất, chuẩn bị nguyên liệu. Bước thứ hai, tạo khung sản phẩm. Bước thứ ba, tạo sản phẩm thô. Và bước cuối cùng, trang trí sản phẩm. Hoặc các em có thể chuẩn bị trước sản phẩm, quạt giấy, nón lá, bình gốm, vân vân và trang trí cho sản phẩm đó. Về hình thức, các em sẽ được thầy cô phân công làm theo nhóm. Để làm tốt bài kiểm tra giữa học kỳ 2, cô có các yêu cầu sau. Thứ nhất, các em cần ôn bài kỹ. Thứ hai, các nhóm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bạn. Thứ ba, chuẩn bị tốt nguyên liệu, tức là các em chuẩn bị ở nhà trước. Và thứ tư, làm việc nhóm cần đoàn kết để đưa ra ý tưởng cho sản phẩm của nhóm các em nhé. Cuối cùng, cô chúc các em sẽ làm tốt bài kiểm tra giữa học kỳ 2 môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp khối 6 và sẽ đạt kết quả tốt. Cô chào các em.